5 sai lầm khi đặt gương trong nhà. Gương là vật dụng hết sức gần gũi với mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc đặt gương ở mỗi không gian chức năng khác nhau cũng đưa lại các công năng không giống nhau. Vậy thì những phạm kỵ khi đặt gương ở trong nhà cụ thể sẽ như thế nào? Để trong lần chia sẻ này, tôi sẽ đi vào chi tiết những cái nội dung liên quan như trên. Đầu tiên, chúng ta cần phải tránh là gương xung chiếu với cửa chính. Trong phong thủy nhà ở, cửa chính thường chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, là điểm khởi khí khai lộc cho toàn bộ cả căn nhà. Chính vì vậy nên là đương nhiên cửa chính là nơi hấp thụ khí tốt. Trong khi đó thì trong phong thủy dùng gương để phản xạ trường khí thoát ra ngoài. Vậy nên là để gương trước cửa sẽ làm giảm bớt những trường khí tốt hấp thụ ở trong căn nhà của chúng ta, khiến nó sẽ thất thoát những trường khí ra ngoài. Ở đây gọi là một cửa ngoại khí, cửa ngoại khí sẽ không bao giờ tốt được. Và khi mà chúng ta mở cửa chính ra, nhìn thấy gương, thấy bếp hay là thấy nhà vệ sinh thì sẽ phạm vào thế tam kiến môn, là ba thứ không nên thấy khi mở cửa chính mà tôi đã nhắc đến rất là nhiều. Thứ hai, chúng ta cần phải tránh là gương xung chiếu và giường ngủ. Đây là nội dung mà tôi đã chia sẻ không ít lần. Tuy nhiên là tôi vẫn thấy rất là nhiều những bạn gặp phải khi mà tôi đi thực địa có tư vấn cho những gia chủ. Gương đối diện hay là chiếu vào giường ngủ là bố cục phong thủy rất là xấu. Trong phong thủy thì gương được xem là vật dùng để mà đối phó với cả hung khí xung thẳng hay là phản xạ sát khí. Vì điều này bất kỳ những cái điều gì xung chiếu đến giường ngủ đều được cho là bất lợi, và đặc biệt là gương, vì cái tính phản xạ của gương rất là mạnh. Chưa nói đến là những ảo ảnh chúng ta có thể gặp phải khi mà vào thời điểm đêm muộn chúng ta dậy, chúng ta thấy gương đấy, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là chúng ta tránh đặt gương đối diện trên bàn làm việc. Không ít những bạn nữ thích đặt gương ở trên bàn làm việc. Tuy nhiên là việc đặt gương ở trên bàn làm việc có thể làm hình thành lên một cái luồng quang sát, và nó sẽ sinh ra những cái sát khí không hay nếu như mà chúng ta đặt vào những cái cung vị không tốt. Tôi chỉ nói là nếu như đặt vào cung vị không tốt thôi nhé. Còn thường thì thế phạm gương ở trên bàn làm việc bản thân nó không phải là xấu, nhưng nếu như đặt vào cái vị trí không tốt thì sẽ dễ gây ra những tác động tiêu cực cho chủ nhân, và về lâu dài sẽ làm cho chúng ta dễ gặp những cái vấn đề về thần kinh mà chúng ta không thể lý giải được. Một thực tế chúng ta có thể thấy là khi mà đặt gương đối diện trên bàn làm việc thì chúng ta sẽ phản chiếu hình ảnh trong gương, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bị phân tâm hơn, đúng không ạ? Nhà tôi thì không có một cái gương nào cả ngoài cái gương ở trong nhà vệ sinh. Và tiếp theo là chúng ta tránh đặt gương tại gian bếp. Trong tổng thể của một ngôi nhà, phòng bếp có một vai trò rất là quan trọng và cũng là nơi mà chúng ta cần phải kiêng kỵ rất là nhiều thứ. Bếp cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ. Vì thế nên là việc chúng ta bố trí nội thất, đồ trang trí và đặc biệt là treo gương ở trong phòng bếp thì sẽ cần phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Gương ở trong phong thủy được xem là một yếu tố về thủy, và trong khi đó bếp thì lại luôn có hỏa khí, thủy hỏa tương xung, nên là chúng ta sẽ thấy đây là một cách cục không lý tưởng. Khi treo gương ở đây thì không loại trừ khả năng phát sinh ra những hỏa khí sẽ phát sinh nặng hơn. Với hiệu ứng phản xạ của gương ấy, thì trong bếp có thể xuất hiện hai bếp nấu, cũng có thể sẽ tạo ra một cái cách cục không tốt cho cái sự thuận hòa, êm ấm của gia đạo. Thứ năm là chúng ta đại kỵ dùng gương có bề mặt chia cắt hay là phân mảnh. Chúng ta thấy này, công dụng thiết yếu nhất của gương trong sinh hoạt thường ngày là phục vụ cho việc trang điểm, đặc biệt là những người nữ giới. Xét về cái tính thẩm mỹ thì bao giờ chúng ta cũng muốn có hình dáng của bản thân mình trong gương, tạo ra một sự chỉn chu và trọn vẹn, đúng không ạ? Nhưng mà gương phân mảnh thì sẽ không tốt nếu mà chúng ta đặt tại một cái vị trí cần tụ khí. Ví dụ như là cung bản mệnh, cung càn hay là trung cung. Cung bản mệnh chính là cung của tuổi chúng ta, cung càn là cung chính hướng của Tây Bắc, trung cung là cái vị trí giữa nhà chúng ta, và một vị trí nữa là vị trí tài khí, là hai cái góc tài khí trong nhà của chúng ta. Nếu như mà chúng ta dùng gương phân mảnh ở những cung vị như thế thì nó sẽ rất là dễ phát tán khí. Vì các bạn có thể nhìn thấy là gương phân mảnh ấy, nó sẽ có nhiều những cái hướng khác nhau, những cái gương quay về những bề mặt khác nhau, nên là nó sẽ làm cho khí sẽ bị tán đi. Thì những cái vị trí mà đang cần tụ khí lại để gương phân mảnh vào thì sẽ làm cho khí sẽ bị tán ra như vậy. Và hy vọng những tri thức được đề cập về 5 phạm kỵ đặt gương trong nhà như vậy sẽ giúp cho các bạn tối ưu được bố cục không gian của nhà mình và tránh được những cái thế phạm do gương gây ra.
Ở trong những lần chia sẻ tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về kiến thức phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.